Nhiều anh em mua hàng rẻ hàng mã bị lừa hết vòng chưa? Nếu mà nếm đủ mùi lừa rồi thì sang đây nhá, bên mình cấp loa xịn cho. Đây là tép chống cháy đẳng cấp nhất Việt Nam, loại này 1.000k một cặp, dùng cho cục đẩy âm đi. Tép hay cháy là quá khứ rồi, là xưa rồi, giờ ai hỏi cháy nữa. Hàng rẻ hàng mã hàng lừa hàng tụ càn treo lủng lẳng như này mới cháy thôi các bạn nhá. Giờ này ai còn chưa tép tụ càn treo lủng lẳng thì nó cháy cho nó phải. Nhiều anh em thì tham mua hàng rẻ hàng mã ở trên mạng nên bị lừa một loạt, lừa rất là nhiều luôn. Anh em cứ gọi cháy loạn lên, có loa bên bạn có đảm bảo chống cháy thật hay không, có thực sự chống cháy thật hay không. Ở đây nhá, đây là tép chống cháy đẳng cấp nhất thế giới, 1.000k một cặp. Ngoài ra bên mình còn có cặp 500 600k, cháy là quá khứ rồi nhá, là xưa rồi, giờ ai hỏi cháy nữa, không hỏi cháy nữa các bạn nhá. Tép bên mình bảo hành 1 năm, anh em phải test ok thì chốt. Và tép chống cháy nó phải như thế này, nó có phân tần đồng đúc đặc chống ẩm chống nước như này, củ 350 nam châm cao cấp xịn ngon nha, cháy là xưa rồi không phải cháy nữa. Hàng tụ càn treo lủng lẳng này mới cháy thôi, hàng rẻ hàng mã hàng lừa mới cháy thôi, còn bên mình uy tín hàng đầu Việt Nam luôn. Ok nha.